1939 đó. Nhưng mà tại vì mình không có tu cho nên ngày hôm nay cái hậu quả nó tới rồi, cho nên phải lãnh lấy cái hậu quả rất nặng nề đau khổ. Là bởi khổ hình là gì? Bởi chẳng tu à. Đức thầy đã nói tối ngày lo sát sanh hại mạng để ăn uống bừa bãi, cho nên tới ngày nhân quả và linh hồn những cái loài vật mà mình đã sát giết nó đó, tới ngày hôm nay nó được lệnh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ký sắc lệnh cho nó xuống đòi nợ, ai gây quả nào thì phải lãnh lấy cái quả đó để trả lại bằng một cách đau khổ. Về cái phần thứ hai, nếu ai là người thức tỉnh được trong cái giờ này là phát tâm ăn chay cúng lạy rồi trao tâm sửa tánh, có thể cứu vãn tình thế được trong một thời gian ngắn, là vì Đức Thầy đã cho biết là ai mà xét đến ăn năn, bỏ lâu quá cũng quên, thì mình biết ăn năn đi, biết ăn năn mình cúng lại rồi mình sám hối, thì ngay trong giờ phút này thì có thể cái nhân quả nó dừng lại. Bởi vì cái giờ cuối cùng đó là các vị chư thần từng giảng đông tây nam bắc đều trông ngóng và trông chờ những ai quyết sám hối ăn năn tu hành thì các ngài sẽ tìm cách để gia hộ. Thì có thể là các ngài đã xin lợi các vị nhân quả đó dừng lại để cho mình tu, để cho mình sau này mình sẽ cứu vớt những cái linh hồn đó, thì có thể tương lai còn cứu vãn được. Còn quý vị nào không tin, không tu, không sám hối nữa thì kể như kỳ hạn quý vị đây tới Tết thôi. Đây tới Tết là cái chuyện cũng chưa có đánh đổi không nha. Rồi qua Tết đây rồi quý vị thấy, qua cái 5 tỷ đó, qua cái 5 tỷ đó là kể như là đau khổ nhất ở trên cái cuộc đời của chúng ta. Rồi đây quý vị sẽ chờ vài tháng nữa. Bởi vì Đức Trạng Trình Ngài đã nói rồi, Sư Giải Quán Phai Ngài đã nói rồi, cho tới Đức Thầy Ngài đã nói rồi. Giờ cùng tất cả các vị tiên Phật Thánh Thần ở trên xuống đều báo động cho mình biết hết. Còn mình không tu, mình không làm hiền, mình không ăn chay niệm Phật thì nó tới thì mình chịu, chứ không không ai cứu mình được. Nó bây giờ quý vị thấy đó, hiện giờ ở Sài Gòn nó đang la làng quá, bởi vì cái con virus này đó là nó cộng với cái nhân quả, mà con virus này là chính là Trung Quốc nó tạo ra. Nó có thể nó tạo ra đó là trong cái điếu thuốc mà gọi là thuốc điện tử gì đó nghe. Cho nên học sinh đó, mười mấy tuổi đó là nó hút vô rồi nó phun khói ra là đều lây rất mau và có thể lây tới 100% luôn, bởi vì trong nhà nó phun ra thì cả nhà đều dính trên. Cho nên quý vị không có tu rồi quý vị không có nghiên cứu, cho nên quý vị không có hiểu được, cho nên nhiều khi nói đó quý vị không có tin, rồi trở lại quý vị khinh thường đạo lý, quý vị chê trách đủ thứ trời. Rồi tới đây rồi quý vị sẽ thấy.
cái tội đó là cái bằng cái tội khinh thường đạo lý, đó là cái tội đó nặng nhất cho quý vị. Chê bai Phật pháp, khinh thường đạo lý. Bây giờ thí dụ như mình không tin hay hoặc mình không nghe thì kệ mình, để cho người ta tu. Có đâu quý vị nói ngỗng nói cọ, tội quý vị chết à. Để tới đừng nói nữa nha, thương quý vị mới nói đó. Chứ tụi tôi không phải là nói mà ở không ngồi niệm Phật không được sao, mà đi lên đây để ngồi để nói kiểu này là tại vì thương, thương nhân loại, đồng chủng, dòng họ, nguồn gốc từ Ngọc Đế ngày xưa xuống. Mình nói chung đó là kể như là dòng họ không à, chứ không ai xa lạ trên. Nhưng mà tại vì cái thời gian quá lâu đi, cho nên chia cách ra, rồi giành ăn, giành giật, rồi gây ra chiến tranh tàn khốc. Chứ nói đúng ra nghe là mình là gốc người Thượng Đế xuống trận không, chứ đâu có ai xa lạ gì. Tại vì mình đã lưu lạc nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hiện nay cái trí tuệ của mình rất rất tối tăm, rồi không còn hiểu biết nữa, cho nên giành ăn, quýnh lộn nhau, chết chóc, giết người không gớm tay. Thì xin thưa với quý vị, cái thời kỳ này đó, cái năm Thìn năm nay đó, quý vị thấy, quý vị biết rồi đó. Nội mà cái sự diễn biến đó, nội nói về thiên tai bão lụt thôi là quý vị thấy kinh khủng chưa. Rồi nào là tình hình kinh tế bị đe dọa, làm ăn khó khăn, mùa màng thất bát. Rồi nào là chiến tranh đe dọa, đủ thứ trên. Cái đó là chỉ là mới có đe dọa thôi, mà quý vị còn thấy vậy đó. Rồi bắt đầu mà khi mà khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi, quý vị thấy cỡ nào nữa, dữ dội chứ đâu phải vừa. Rồi nào là giặc giả, rồi nào là chạy loạn lạc, đói khổ, không nhà ở, không cơm ăn, sống là giặc giả lang thang, xứ lạ quê người. Mà đâu phải nói sống vậy mà yên đâu, sống ngày nay không biết chung nữa chết hay sống nữa, bị giặc sau lưng nó quýnh tới. Rồi cơm nước đâu ăn, rồi con cháu nhỏ nó khóc nó la ôm sùm, đứt ruột đứt gan với nó đâu phải vừa. Cho nên xin thưa với bà con mình, còn có chút xíu nữa à, đây tới Tết thôi. Rồi quý vị thấy, bởi vì cái đêm nay đó, cái đêm 30 Tết năm nay đó, cái đêm 30 đó là Đức Thầy đã nói đó, lẹt tẹt rồi đây, lẹt tẹt đùng, đùng đùng lẹt tẹt nổ lùng tung lúng túng dân ta túng, túng là nghèo đó, ngao ngán cho sưng lão bắt khủng. Thì cái lạc tạc đó là cái đêm dựng niêu đó, là quý vị đó là nó nổ ngay chăng cái đêm dựng niêu. Thái Bình Dương đó, Thái Bình Dương nó nổ ngay cái đêm dựng niêu đó. Mà ông Trạng ông cho biết đó, 30 tháng chạp mà dỡ mùng mũi vô. Thì cái đêm nay dựng niêu thì sáng ngày mai mùng 1 tháng giêng rồi, tháng giêng mới mắm muối mặn khô, chết mà tới mặn khô đó rồi, quý vị thấy cái chôn không kịp, mặn khô phơi khô trời. Rồi tới tháng 5 tháng 6 mới dẫn cô về chùa, là tới tháng 5 tháng 6 đó là mới tạm ổn nó. Rồi quay ngang nó bắt đầu tới tháng 3 nguyên gượt mình đó. Rồi quý vị chạy đường nào đây, quý vị sống đường nào đây mà quý vị không tu. Cho nên ông gài tôi hết sức là rầu. Rầu là gì? Cho con cháu của mình nó còn quá nhỏ, nó đói, nó khóc, rồi chịu không nổi rồi chết chung với nó luôn. Cho nên bây giờ thì còn bình yên ngày nào thì mình ráng niệm Phật, ráng cúng lại, rồi ăn hiền ở lành, biết thương yêu lẫn nhau. Từ chỗ đó chúng
chúng ta mới được trở về nguồn cội của người xưa. Rồi từ cái chỗ đó, Đức Phật, Đức Thầy cùng các chư vị chăm quan che chở mình mới được yên ổn, tai qua nạn khỏi, để chờ một ngày đất nước thái bình, thay trời đổi đất, lập đời mới lại, lúc đó mới hết khổ. Rồi đây quý vị sẽ thấy trong cái năm tỷ đấy, cái năm tỷ tới đó, rồi quý vị thấy. Bởi nhiều khi quý vị nói sao Nguyễn Lãnh nói như dây thun. Đâu phải nói ngày nay mới tới liền đâu. Nói là phải có, nhưng mà không biết mau hay chậm, chứ phải có. Bởi vì nói cái con vi khuẩn mà ăn thịt người này là Nguyễn Lãnh nói là 3-4 năm trước. Có người cười nói Nguyễn Lãnh nói khùng. Đó, bây giờ nó tới chưa? Nhưng mà đây là mới có phần thứ nhất thôi. Còn cái phần thứ hai đó, để nói tới cái phần thứ hai cho bà con mình nghe. Khi mà Biển Đông nó nổ rồi đó, là 17 nước nó vô, là trong đó mình nữa là mới 18. Rồi khi mà thằng Miên nó quýnh xuống rồi đó, chạm vô cái vách ở Tà Lọt đó, là cái vách đó là cái vách Bê Sườn Rồng, nó liền 500 tấn bơm xuống đó, mà Đức Bổn Sư nói đó, làm cho rồng đau Bê Sườn, rồng chuyển mình sấm nổ. Khi mà sấm nổ rồi là trời đất thu ngũ hành lại hết rồi, là súng đạn của nó không còn nổ nữa, rồi nó sẽ dỡ phân hầm của nó ra, rồi những cái con vi khuẩn mà nó nuôi ở dưới đó, rồi nó bay lên rồi nó gặp mình, nó đeo mình ấy, nó hút mình, là nó ăn thịt mình, nó hút mình là mạnh con nào nấy hút, rồi chút xíu rồi còn có bộ xương không dám sống nổi nữa. Bởi vì nó biết sau này súng của nó không còn nổ nữa, cho nên là nó còn cái chiêu đó là cái chiêu cuối cùng để nó hại chúng sanh. Mà bên đó đó là bên Đào Lư công chúa, bên Đào Lư không à, tài phép nó giỏi lắm, nó biết trước trơn chứ phải mà nó dở đâu. Cho nên bây giờ đó là xin thưa với bà con mình, bây giờ mình chỉ là còn một cách là tu thôi, chứ không có đường nào hết. Bởi vì Đức Thầy biểu mình tu đó, là sau này mới khỏi cái cảnh đó. Còn không tu thì chừng khổ cũng ưng. Tới chừng khổ rồi là phải chịu. Bởi vì lúc đó đâu có miếng phước, miếng đức nào đâu mà cứu mình. Cũng như là tới đó, tới giờ, tới chuyện rồi, trong túi không có đồng bạc nữa rồi làm sao. Cho nên mình biết trước như vậy là mình phải mằng làm sao để cho có tiền có bạc, đặng chút nữa mình có công chuyện trong túi mình móc ra liền. Thì ra như tu vậy đó. Tu tới lúc đó là mình đã có cái phước đức rồi, thì mình nhờ cái phước đức đó nó đỡ cho mình. Chứ rồi hai hàng chân không mà hỏi, chứ rồi phải chịu thôi chứ đường nào. Cho nên bà con mình bây giờ ai chưa tu là phát tâm tu liền, sám hối tu liền, chứ không còn chờ một thời gian nào nữa hết. Còn quý vị nào tu rồi là phải tu siết tới. Hả? Quẩn rồi là bắt đầu cúng lại 2-3 thời tu siết tới. Còn không quẩn thì 2 thời. Đó. Rồi một ngày gần đây, chút xíu nữa tới bến này. Bởi vì Đức Thầy đã nói là đố ai biết được ngày mai. Biết rằng bữa nay mình ngồi bữa nay là yên ổn, mà ngày mai nó không yên ổn rồi sao? Đâu có biết được. Cho nên mình phải tu, phải ráng tu chứ không có nói gì trên. Còn Ngài Thanh Sĩ nói tưởng đâu trái đất còn lâu, tính đâu là dài 30 năm, dài 300 năm, dài 3 triệu năm nữa. Tưởng đâu còn lâu lắm, mà ai về đâu chỉ có 1 phút đồng hồ thôi là địa cầu rung rinh hết rồi. Phút đồng hồ à.
Cho nên cái giờ này nè, để xin nói cho bà con mình biết là tại vì thương quý vị cho nên mới nói. Cái giờ này là cái giờ còn tu kịp nè. Chứ để một chút nữa rồi mà khi tiếng sấm nó nổ ra rồi đó là kể như là bế mạc rồi, không có còn thu thí sinh nữa. Là vì lúc đó các chư thần từng giảng Đông Tây Nam Bắc là ta đã làm nhiệm vụ của ta rồi, không còn ngồi đây mà để thu thí sinh nữa. Cho nên bây giờ đó mình phải tu trước cái thời gian đi. Một ngày một cũng được nữa. Một ngày một sấm nổ cũng được nữa. Mình cũng được được là vô hội. Bây giờ quý vị xét ra coi, bây giờ quý vị không tu rồi quý vị thì tối ngày quý vị cũng lận bận nghe chứ làm gì đâu. Dù cho quý vị có giàu đi nữa thì quý vị cũng lận bận vậy thôi, chứ có làm nên trò nên trống gì đâu. Rồi quý vị có nghèo đi nữa thì quý vị cũng cà lóng nhóng tối ngày đó thì sáng ăn cơm, chiều ăn cơm, tối ngủ vậy cái rồi. Cho chi bằng ta tu đi. Không có cái gì bằng cái tu trơn á. Cái tu đó là mình sẽ buông bỏ hết tất cả trong cơ thể của mình, những cái gì nó đeo mang thương vui buồn ghét gì đó buông bỏ hết, trở về cái tâm thanh tịnh, giữ y theo đó, sáng cúng lại, chiều cúng lại, niệm Phật lai rai. Bởi vì ở ngoài nói chung là ở ngoài đó là hoàn toàn là giả dối, không có cái gì mà thiệt đó. Dù cho mình có hay cỡ nào đi nữa mình cũng là giả. Mà dù cho mình có dở cỡ nào đi nữa cũng là giả. Nha. Dù cho phải cũng là giả, mà dù cho quấy cũng là giả, hoàn toàn là giả không à. Cho nên bây giờ cái giả với cái thiệt hai cái này không có xài. Cái phải với cái quấy cũng không có xài nữa, không có xài cái nào trơn. Trở về tâm thanh tịnh liền. Giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh. Chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời. Gặp cái gì giúp được ai là giúp. Có lợi là cứ việc giúp. Còn có hại, hại người ta đừng làm. Vậy thôi. Bởi vì cái lục căn đó, xin thưa với bà con mình, mình bị đày nhiều đời nhiều kiếp là do nơi lục căn không à. Tại vì mình không có biết mở ra, không có biết chung ra, không có biết chói sáu con ma đó lại mà để cho nó chói mình không à. Bây giờ chói sáu con ma lại đi thì mình tự do sung sướng chứ có gì đâu. Mà sáu con ma đó là cái gì? Một là con mắt, hai là lỗ tai, ba là lỗ mũi, bốn là cái lử, năm là cái thân, sáu là cái ý. Chói nó lại hết, không cho thằng nào hoạt động, không cho thằng nào tính toán gì hết. Như vậy chúng ta sẽ thắng được nó, ấy là giải thoát. Thì sát trần mới khỏi đọa đài. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Suy nghĩ có phải không? Bởi vì con mắt của mình đó, nó thấy cái gì nó cũng phái đó. Mà nó thấy cái gì nó cũng ghét đó. Bây giờ không có cho mày phái mà không có cho mày ghét nữa. Cái chuyện đó không phải chuyện của mày. Mà mày nằm ở trong cái bụng của tao, mày quậy ở trong cho thúi nát mấy là hồi đó tới giờ, nhiều đời nhiều kiếp cũng do nơi mày. Bây giờ tao chói tụi bay lại hết. Tao không có xài phải xài quấy gì nữa trên tụi bay, đừng có tính toán lung bu lộn xộn. Còn cái lỗ tai á, cái lỗ tai người ta khen mình phái lắm, người ta chê mình dặn lấy gọn xảm lỗ tai nó lại, đừng cho nó nghe nữa. Bởi vì người ta khen cái xác của mày chứ không phải người ta khen cái hồn. Cái xác mày chút nữa chết thú quắc rồi mừng làm gì, rồi dặn làm gì. Cho nên người ta khen người ta chê gì cái chuyện đó bất cần. Phải hay quấy gì cũng được trơn, nhưng mà tự mình biết mình là người phải hay quấy,
người thanh tịnh hay là người động, tự mình biết rồi về. Ok, nó bắt đầu mới tới lỗ mũi, chói hàng đó lại rồi bắt đầu tới lỗ mũi. Lỗ mũi á, thơm á, thì nó phái, thúi thì nó không chịu. Mấy này tao nói nó quậy mình, nó banh bỏng ở trong trơn của mình, không hay không biết gì trơn. Cho nên bây giờ mình đã thấy được rồi là chói từ thằng lại hết, thơm thúi gì cái chuyện nó không cần biết, miễn tâm tao thanh tịnh được rồi. Còn cái lử á, cái lử á, đưa thịt ngon cá béo vô nó phái lắm, đưa muối xả muối ớt vô nó cự, nó chê không ngon. Nhưng mà nói là vậy đó, cho mày ăn muối xả muối ớt, cho mày ăn cơm không á, mà mày không có niệm Phật á cũng lỗ nữa chứ đừng đó, mày đòi ăn cá bông lau hay là thịt chó thịt trâu gì, vụ đó không có đâu con, cho mày ăn muối xả. Chết bà mày luôn cũng được. Nó gạt quý vị, cái lử nó gạt quý vị. Ăn thịt ngon cá béo để cho cái xác thân này nó mập ú, rồi một chút nữa nó chết, nó để lại cho một cái xác thúi này, cái linh hồn của chúng ta chịu khổ. Mình không có dạy gì mình ăn, thà tao ăn cơm không, yêu cầu tao đừng chết được rồi. Chứ tao không ăn thịt ngon cá béo mà để nữa linh hồn tao chịu khổ, mày đừng gạt tao, không có được. Rồi bắt đầu tới sát thân. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Không có tiền nữa bức rứt, có tiền thì nó vợ nhỏ vợ lớn, khách sạn hào hoa gì đủ thứ trơn. Nó gạt mình để cho mình đi vào địa ngục. Mà tại vì mình không có cái trí huệ, mình nhìn thấy được nó cho nên bị nó gạt. Nó gạt mình là cái như là nói là trắng trợn luôn, mà tại vì mình trí huệ mình bị gọi là vô minh cho nên không thấy. Vô minh là ngu đó quý vị. Ngày hôm nay mình đã thấy được nó rồi, trói nó lại luôn, đừng có cho nó hoạt động nữa. Rồi cho tới thằng ý, thằng ý nó tính. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý, làm thủ tướng nó mới chịu, làm tổng bí thư nó mới chịu, chứ làm nhỏ nữa nó không chịu. Kể như sáu cái con ma lục căn đó, mà khi mà mình chói nó lại hết rồi thì nó nằm im đó, là chúng ta mới được tự do, cái tâm của chúng ta mới được thanh tịnh và tự do, khỏe khoắn, không còn âu lo buồn khổ nữa. Còn sáu con đó nó hoạt động hoài thì chúng ta sẽ âu lo buồn khổ hoài, khổ cái này khổ cái nọ, không giờ phút nào yên ổn được. Nó làm cho cái bộ óc của chúng ta như vậy là tối ngày sáng đêm, không giờ phút nào mà yên ổn được. Cho nên khi mình chói sáu con đó lại rồi thì tất nhiên là cái bộ óc mình nó thanh tịnh rồi, nó tự tung tự tác là khỏe ra chứ có gì đâu. Cho nên lâu lâu gặp quý vị để trao đổi hết ý, trao đổi hết ý để cho quý vị nắm ngay cái mục đích mà khi mình đã hành đạo đó. Mình đã hành đạo, mình đã tu rồi thì mình tất nhiên là mình phải làm sao để đi vào cái lõi, để thấy được cái lõi đó nó như thế nào. Chứ giờ nếu mà nói tu thì tu hoài hỏi chứ chưa biết cái lõi nó nằm đâu, hay hoặc chừng nào mới thành Phật. Cũng như trẻ em mới vào trường học, học lớp mẫu giáo rồi lên lớp 1, lớp 2 thì nó phải biết là hết lớp là lớp 12, qua đại học, qua tiến sĩ hay hoặc qua là cử nhân là hết chữ, phải biết vậy mới được. Chứ đâu phải nói mà học hoài không biết gì hết.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta phải biết cái lõi nó nằm đâu, rồi chúng ta sẽ vô được cái lõi đó, chúng ta sẽ phá được cái hình tướng trong đó, rồi thì chúng ta tự tại. Chúng ta giữ theo đó rồi làm y theo đó cho tới ngày cuối cùng. Mà Đức Lục Tổ ngài đã nói nè: không ngờ cái tánh của ta từ ngàn xưa rất là trong sạch và thanh tịnh, nếu nay lấy cái tâm đó ra mà xài thì chắc thành Phật chứ có gì đâu. Nó cho nên quý vị không biết cái tâm đó, quý vị không có lấy nó ra xài, rồi quý vị lấy tàn là cái tâm ma không à. Muôn sĩ thế thằng, lường gạt người này, lường gạt người nọ, đặng cho mình có cái lợi gì đó, chứ không có thiệt với nhau đối cái gì trên. Rồi hỏi như vậy đó, rồi chút nữa chết, về đâu? Về địa ngục chứ về đâu? Bởi vì khi mà cái tâm của chúng ta xấu, cái tâm của chúng ta động là đó là địa ngục. Dễ ợt chứ gì đâu, quý vị không biết. Còn cái tâm của ta thanh tịnh, làm việc nhân từ là cái tâm niết bàn, cái tâm cực lạc. Thì mình giữ ngay cái tâm đó thì chút nữa mình chết thì mình đi về đó. Còn mình giữ cái tâm tranh đấu hung dữ, hơn thua, thì chút nữa chết về địa ngục. Thì hai con đường đó chọn một. Thì lâu lâu gặp lại mấy em YouTube để trao đổi cho bà con mình, cô bác anh chị em gần xa trong nước và ngoài nước, để nắm bắt thêm. Rồi tới đây Nguyễn Lãnh xin chúc cho quý vị được tâm phát bồ đề vững chắc, rồi giải thoát mê ly, tu hành tinh tấn cho tới ngày thành công viên mãn. Thì cái phần nào mà quý vị còn thiếu thiếu mờ mờ vậy đó, quý vị cứ việc điện ngay về Nguyễn Lãnh. Nguyễn Lãnh sẽ giải thêm cho quý vị, giải riêng cho quý vị. Rồi tới đây cầu chúc cho quý vị được gia đình bình yên hạnh phúc nha. Rồi xin chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, có một mà Mạnh Thường Quân là gửi tiền cho, gửi tặng cho chú Tư 1 triệu bạc. Dạ, người đó tên là anh Văn à. Xin chân thành cảm ơn tên Thanh Văn. Nguyễn Lãnh có nhận của huynh hay đệ gì đây, rồi cũng không biết huynh đệ hay gì, để nói Thanh Văn đi. Có nhận của quý vị 1 triệu đồng. Để cũng để dành đây, có khi nào gặp những cái sự khó khăn nào ở xã hội mình cũng giúp lại, thì cũng xin thay mặt cộng đồng và Nguyễn Lãnh cùng cảm ơn Thanh Văn nha. Vậy xin chào bạn, rồi chúc gia đình bạn được bình yên hạnh phúc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào với bà con cô bác trong nước và ngoài nước xa cùng gần kính mến. Thì hôm nay đến hạn lại lên thì Quốc Tạo đã trở lại cái màn hình với chương trình của mình, với những phần thuốc quý giá mà Quốc Tạo đem đến cho bà con. Thì kính thưa bà con, qua nửa tháng chờ gồng gã thì Quốc Tạo đã lên trên núi Cấm ở trên đó quý vị, cũng đã học được hai bài thuốc rất là hay luôn. Thì cũng báo cho bà con biết, đang cho bà con mừng. Thì được các vị sư huynh cũng coi trên mạng, rồi lên chởn, rồi các vị sư huynh mới chia sẻ cho Quốc Tạo, để cho Quốc Tạo được hiểu biết thêm về cái phần thuốc của mình đang phục vụ cho bà con. Thì ở đây là cái phần thuốc của Quốc Tạo đi lên chởn, thì được các vị sư huynh chỉ cho một cái loại thuốc quý giá trên núi Cấm để vô cái chai rượu này, và cái loại thứ hai thì để vô cái chai thuốc dầu diêm son này. Thì kính thưa bà con, mặc dù có để thêm thuốc, có tăng cường thêm nhiều nguyên liệu, nhưng mà giá cả Quốc Tạo vẫn để một giá cho bà con dùng, gọi là tình nghĩa với nhau, chứ không phải mà thường nước đục thả câu, đó là Quốc Tạo không thích. Còn Quốc Tạo mà gỡ đồ cho bà con thì khi mà có trục trặc gì, có lỗi gì, Quốc Tạo xin nhận lại, đang gỡ đồ mới lại, chứ không bao giờ Quốc Tạo
từ chối hoặc là khử thiết một cái gì đó. Thì trả lời vấn đề đó thì hiện bây giờ kính thưa bà con, cũng tỷ cơ cũng cũng nói đó là khi mà bước đầu vô cái tháng 10 này, bước qua tháng 11, 12, tức là cuối năm Thìn, thì sẽ có những cái biến cố rất là lớn, thì tỷ cơ không lộ ra nữa. Thì ở đây tất cả mọi người cũng thấy rồi đó, thì nào dịch bệnh nè, nó rồi nào dịch bệnh, rồi nào là dịch bệnh truyền qua con mắt nè, leo qua đường con mắt. Thì ở đây bà con có hỏi Quốc Tạo với một chai rượu tiêu nữa, Quốc Cường ơi, tiêu coi nằm ở đâu lấy chai rượu tiêu nữa, ở trên đấy gì nè, ở trên trên cấm giấy đó. Thì ở đây Quốc Tạo sẽ giới thiệu cho bà con là rồi, để đây đi, để đây sát góc luôn đi. Quốc Tạo sẽ giới thiệu cho bà con là ở đây là chai dầu diêm son ngừa Covid. Quốc Tạo cho hôm nay sẽ giới thiệu rất là nhanh và cụ thể cho bà con hiểu, tại sản phẩm rất là nhiều mình giới thiệu chậm không có được. Ở đây Quốc Tạo giới thiệu cho bà con là chai dầu diêm son ngừa Covid này, nó sẽ ngừa tất cả các bệnh ở ngoài không khí, nói chung là ho lao nè, là phổi trắng nè, virus hiện nay nè, rồi nào là bệnh gọi là bạch hầu nè, đó, rồi hiện giờ bệnh virus mới nữa nè, đó, rồi bệnh virus leo qua đường con mắt luôn, và sau này thì có ngừa luôn một cái loại bệnh virus đó là làm cho mình nóng lạnh luôn đó. Có này nghĩa là tất cả những cái tinh tí mà Quốc Tạo đã gom hết vào đây. Thì có người hỏi chứ liệu em làm như vậy nó ngừa được bệnh như vậy, cái chai dầu nó hay như vậy, rồi sao em để giá chỉ có 4.000 thôi mà em nói vậy là hay vậy, chị không có tin. Nếu mà như vậy thì cái số tiền của em nó không có tương ứng với chai dầu này. Thì ở đây cũng xin trình bày lật ngửa, dán bài lật ngửa cho bà con nghe luôn, là cái chai dầu này đó lợi gì mình lợi dụng mình gỡ cho bà con cái chai dầu này, ví dụ cái chai dầu này quầy vốn hoặc là lỗ chút đỉnh đi, thì mình nhờ được mình bán thuốc, mình bán thuốc cho bà con, mình làm được chút đỉnh thì mình sẽ làm trận điều của quyền chân dung thầy, giảng kinh của thầy mình gửi tặng cho bà con, và luôn cộng chuỗi luôn nữa. Như vậy đó, thì chai dầu này nó rất là đặc trị luôn, đặc trị rất là nhiều bệnh, giống như là chóng mặt của vị thoa vào cũng hết, nó sổ mũi cảm ngứa cắn tay chân tay của vị thoa vào cũng hết luôn, là dầu diêm son ngừa Covid. Thì tổng quan một chút xíu, Quốc Tạo có một cái combo 120.000, không hề lên giá cái combo này. Tại sao? Tại vì hiện bây giờ Quốc Tạo đã hứa với bà con là không hề lên giá, đang để giữ cho bà con. Ví dụ như tôi muốn mua cái hộp thuốc này mà tôi thích cái combo này của nó quá, của ông Quốc Tạo quá mà tôi không đủ tiền mua, thì đó Quốc Tạo sẽ hạ giá lại cho bà con, đó là 50.000, tức là một cái hộp thuốc này bao nhiêu không biết, cộng với 50.000 cái combo đó là sẽ được 300, 350, ví dụ vậy. Thì hộp ở đây Quốc Tạo chỉ hỗ trợ cho quý vị là ba hộp thuốc. Thứ nhất là hộp thuốc xương khớp, đây là hộp thuốc xương khớp nhức mỏi thần kinh tọa đĩa điểm gây cột sống thoái hóa, và hỗ trợ cho bà con hộp thuốc thứ hai là hộp thuốc tê bì chi, thuốc tê bì chi đó. Hộp thuốc thứ ba là hộp thuốc tê mớ này vẫn hỗ trợ cho bà con. Và cuối cùng hộp thuốc thứ tư đó là hộp thuốc, đây thuốc tiểu điềm. Rồi thì ở đây là bà Quốc Tạo đã nói xong cái phần hỗ trợ rồi, thì Quốc Tạo sẽ giới thiệu tiếp tục. Đây là chai thuốc nhỏ diêm son, Quốc Tạo đã được nâng cấp lên thế hệ mới, đó là nó màu tím luôn, nó màu tím luôn ha, đó màu tím luôn đó. Rồi đó, bởi vì thấy không, nó nhỏ diêm son, ngoài cái việc nhỏ diêm son ra nó nhỏ được lỗ tai thúi luôn, diêm lỗ tai giữa đó quý vị. Rồi tiếp tục đến thì cái chai này là cái chai thuốc chích ngứa, cưng ra cưng nhận cái đồ của mình trả lại và cho ta kiểm hàng, ta nhận đi. Cái loại thuốc ngứa này cũng báo với bà con luôn, tổng cộng là 21 vị thuốc bắc, và được Quốc Tạo học rất là nhiều thầy, và ở đây đã có những cô bác dùng rất là thành công. Có những cái chỗ giống như là người ta làm việc ở chợ nè, làm việc ở gần biển gần nước nè, người ta làm việc ở công ty nè, người ta rửa chén rửa bát nhiều nè, nó người ta làm việc ở những như dụ như là những nơi chùa chiền nè, ưa có lễ lọc tiệc rồi nè, đó thì người ta đều dùng cái lọ thuốc Quốc Tạo. Tại sao vậy? Thứ nhất là Quốc Tạo làm hết mình vào đây với cái tâm huyết của mình. Bà con dùng thuốc Quốc Tạo, bà con nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chư thần chư Phật sẽ gia hộ cho mình. Bà con không nhớ cái câu niệm thì bà con cứ điện lại Quốc Tạo, Tạo sẽ hướng dẫn, sẽ chia sẻ cho bà con để cùng nhau chúng ta hết bệnh, chúng ta tu hành quý vị à. Chúng ta bệnh rồi chúng ta tu khó lắm, đau bụng cũng khó niệm Phật, nhức gan cũng khó niệm Phật đó, rồi bị ho cũng khó niệm Phật, vân vân, tất cả các bệnh. Tại vì tướng do tâm sanh, tướng tụng tâm diệt. Thì ở đây cái chai này đó quý vị thức vô trong tay của chúng ta, núm da cơ địa, lông ben, lát biến, lát đồng tiền, núm ăn kẻ chân, kẻ tay, kẻ lở, u nhọt, chức lát, chức gì, chức cho những bộ phận dùng kính này kia, được thoải mái hết. Em bé 1-2 tuổi chức được bình thường, lỡ như liếm vô miệng cũng không sao luôn, chức ở trong đạn, ở trong cái hông nè, lỡ lét trong miệng chức được luôn bình thường. Cái thuốc này nó đặc biệt như vậy, nó tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha,
những cái đồ quốc tạo là đồ đều làm bằng chất lượng chứ không lấy số lượng, bà con nhớ kỹ điều đó. Tiếp tục đến là cái chai nhỏ mắt. Thì cái chai nhỏ mắt này là chị may cờ, may thịt, may nước, rồi lem lép mắt, mắt đỏ, mắt hột, cặn mắt vân vân, rồi mắt chảy nước mắt ra, rồi gèn ra nó, rồi ngứa mắt, sốt mắt. Thì ở đây lúc nào quốc tạo có chai nhỏ mắt quốc tạo cũng nhỏ cho bà con, là quốc tạo nhỏ tới một lần từng lễ mà nhỏ được hết cỡ này nè, quốc tạo sẽ nhỏ cho bà con xem để cho bà con được tự tin hơn. Là chai nhỏ mắt nó rất là quan trọng. Em tạo mà em có dám nhỏ không, mà em đưa người ta nhỏ nhỏ mắt này nó gác 15 giây và nó rất là đặc trị rất là nhiều bệnh quý vị. Nhờ chai mắt nhỏ mắt này bà con không đi mổ nhiều lắm quý vị. Nào quốc tạo nhỏ nè, ở đây á quốc tạo nói là nhỏ mắt á là nó gác là nó gác nhẹ nhẹ, nó không gác mạnh nữa, đúng 15 giây nó quốc tạo chùi những cái giọt nước mắt dư ra, đúng 15 giây nó chớp chớp mắt rồi xong trở lại bình thường, nó gác rũ quý vị. Thì ở đây có cô bác đã đề nghị quốc tạo rồi, em à cái chai thuốc nhỏ mắt á của em nó hay thiệt, nhưng mà cái độ á những cái bệnh mà nặng như mây cờ, mây thịt, mây nước đó thì nó chậm hết. Thì em có cách nào để cho nó mau hết không? Thì qua cái lời của bà con hỏi thì quốc tạo cũng đã đem về một cái công ty sản xuất thuốc của bên quốc tạo thuốc bắc đó, một cái loại đặc biệt luôn, có nghĩa là cái loại nào đặc biệt quốc tạo lấy, không đặc biệt quốc tạo không lấy nha. Thì ở đây cũng báo với bà con, ở đây nó chỉ rất là nhiều bệnh luôn, quốc tạo xin đeo kiến vào để coi cái hướng dẫn cái chữ nó hơi nhỏ. Ở đây là thành phần thì cho quý vị mua thì quý vị sẽ được cái thay, sẽ coi thành phần nha. Còn ở trong đây quốc tạo sẽ nói về cái cách nè. Ở đây là chị là chống oxy hóa cho mắt nè, nó rồi giảm thoái hóa võng mạc của mắt nè, giảm nguy cơ sơ mắt vừa động mạch nè, do tác động hại của oxy hóa nè. Đó là nó sẽ tái tạo lại những cái gì mà nó sẽ bị loại bỏ và tái tạo lại, nó điều trị nha, thuốc này thuốc điều trị đó. Ở đây là nó có để là chị là những cái mây mờ đó, mây mờ đây luôn, và mây thịt mây luôn đó, còn mây còm luôn, nó rất là hay luôn. Hiện giờ quốc tạo đã dùng được nè, quý vị thấy không, có dùng được tới ngang đây nè, nghĩa là 1/3 nè, rất là sáng mắt luôn, rất là dễ chịu quý vị đó. Thì nhờ nhỏ mắt rồi vừa dùng nhỏ mắt rồi vừa dùng thuốc uống nữa thì nó rất là thành công. Một lọ gì là 100 viên thuốc rất là đẹp luôn, bà con dòm nè, thuốc rất là ok luôn, vừa đẹp mà vừa tốt nữa, vừa hay nữa. Cuối cùng là cái chai rượu xoa bóp. Rượu xoa bóp là nó tròn một cái combo quốc tạo. Rượu xoa bóp này á là cũng hứa với bà con, hiện giờ quốc tạo đi lên núi với em gài là một nửa tháng nay rồi, là lên chợ là có một sư huynh đó, ổng hướng dẫn quốc tạo làm những cái loại thành phần rất là hay luôn. Hôm mà mình bóp vô là nó giãn ra, giống như là nó lưu thông máu huyết vậy đó, nó điều hòa máu huyết vậy đó, rồi nó làm cho quý vị giảm đau trong vòng 15-20 phút liền, nghe nói mà sướng luôn á. Nhưng mà thật sự ra là nó như vậy, thật sự là nó như vậy, mình người đạo mình không thể nào mà nó khoát được đó. Thì ở đây cái chai thuốc này khi bà con dùng, bà con lắc đều lên rồi nhức răng đó, bà con thoa vô, nhức hàm dưới thoa hàm dưới, nhức hàm trên thoa hàm trên, chấm vào nhét vô kẽ răng, rồi bà con nhức trước khi ngủ, bà con tha gần cổ nè, tha bên đây, nó tha răng chân sống này, bà con ngủ rất là ngon luôn, rất là ngon. Cái rượu xoa bóp này tuyệt vời vậy đó bà con, nó y gan là quốc tạo nói luôn, bà con làm không đúng có quyền gỡ đổi trả lại. Quốc tạo dám cam kết như vậy chứ không có nói chuyện phải em nói như vậy mà không có này kia, rồi không có đâu. Quý vị dùng hàng nào bị lỗi gì cứ việc alo quốc tạo đổi trả hàng mới, còn không chịu nữa quốc tạo gửi trả tiền ha. Không hề làm những gì mà để phật ý với bà con, dù đó là một người khách rất là nhỏ luôn. Từ đó quốc tạo tánh tình quốc tạo là như vậy đó. Thì còn cái cặp thuốc này thì bà con khỏi bàn cãi đi, cặp thuốc nhức mỏi thần kinh tọa để điểm cai cuộc sống thói quá, uống cặp thuốc này vào một lọ 100 viên, uống được một tháng 20 ngày. Uống cặp thuốc này vào sẽ giống như là sẽ sưng khớp háng nè, đi đứng khó khăn nè, đi ngồi quỳ xuống đứng dậy không được nè, nó lên lầu thấp nhang không được nè, quỳ xuống lâu tê giò tê tay nè, nó rồi đi cắm nhang nè khó khăn nè, đi lại chùa chiền nào làm biến lại nè đó. Rồi mình uống cặp thuốc này mình sẽ tất cả những bệnh đó sẽ không còn nữa. Ở đây nhiều người đã hết bệnh rồi và đã nghỉ uống rồi đó, uống thuốc không tái lại, như vậy mới hay quý vị. Thuốc này của Hồng Kông, vị thuốc bắc ha. Rồi sẽ cho qua, mình sẽ đảo lại ở đây, mình sẽ đi ngược lại nữa cho nó hết ha. Từ lúc là nãy mình đi cái hàng trên thôi, bây giờ là tiếp tục đến là hôm nay tỷ cơ cũng có cho biết clip 97 vừa đây, thì tỷ cơ cũng nói là ở trên trước có cho biết rất là lâu rồi, nhưng mà lúc từ đó giờ thì quốc tạo thấy bà con cũng có ngâm có dùng, nhưng mà có một số bà con thì ở cái xứ sở của mình nó không có cái loại rượu đó, nó không có cái loại rượu đó, nghĩa là loại rượu mà không có cồn
hoặc là tiêu mà tiêu tiêu mà gọi là tiêu hạng nhất đó, tiêu sọ mà tiêu đen mà tiêu hạng nhất đó, không có. Thì ở đây Quốc Tạo đã cập nhật được cái một cái số đó, cho nên Quốc Tạo với anh em đã ngâm cái chai rượu tiêu trên một tháng trời. Đây là chai rượu tiêu nó một trên một tháng trời. Thì ở đây Quốc Tạo sẽ chia lại cho bà con ha, nó cái nào nó rõ nha, mình chia lại thôi nha, chia lại dùng như mình ngâm bao nhiêu mình chia lại bao nhiêu cho bà con dùng. Thì cái chai rượu tiêu này nó trị bách bệnh, nó trị bách bệnh, nó trị là thiên thờ địa lợi, ói ỉa mửa nè, ngừa được không khí độc nè, trị được bệnh Covid và ngừa được bệnh Covid. Ví dụ như bệnh Covid là trị như thế nào, giống như phổi chúng ta yếu do Covid làm ra, uống vô nó hết. Bao tử chúng ta uống vô thông, đường ruột chúng ta thông luôn. Nó dập bẻ chuột rút nó sử dụng, nó xử lý được luôn. Nó hay như vậy quý vị. Nó là kêu bằng nó là một cái thần dược mà ở trên trước đã báo cho Tỷ Cơ cách đây khoảng tầm trên một năm nay rồi. Báo là sẽ có năm thìn, tức là năm nay sẽ có dịch bệnh rất tràn lan. Thì ở đây nhờ có cái chai thuốc rượu này thì bà con uống hiện giờ trên mạng đang uống luôn và đã dùng rất là thành công. Đó. Nó chỉ đơn giản thôi, nó chỉ là cái tiêu là phải tiêu sọ, tiêu hạng nhất. Còn rượu là phải rượu không có cồn. Nó mình ngâm lại với nhau trên 2 tháng. Nhớ nghe, khi ngâm dưới 2 tháng là cái dấu hiệu nó mình dễ biết lắm. Ngâm trên 2 tháng mới được. Đó, nó trị rất là nhiều bệnh luôn. Còn ở đây thì hộp thuốc này là hộp thuốc tiểu đêm. Tiểu đêm thì quý vị cũng đã biết rồi, một lọ 100 viên. Tiểu đêm trị tiểu đêm rất là hay luôn. Tiểu đêm là tăng cường chức năng của thận nè, rồi bổ thận nè, và giúp cho là chúng ta khỏe khoắn luôn, giống như chúng ta uể oải không muốn ăn không muốn ngủ gì đó, thì nhờ cái thuốc tiểu đêm này mà chúng ta là rất thành công trong cái cuộc sống chúng ta ha. Còn ở đây là thuốc tê bì chi thì bà con biết rồi, chị tê tay tê chân, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái, kém trí nhớ ha, tê tay tê chân. Còn ở đây là cái hộp thuốc tê mới. Thì tại sao mà có tê cũ và có tê mới nó gì anh Tạo? Thì kính thưa bà con, cái tê cũ này đó là nó chuyên ở bên cái rối loạn tiền đình nó nhiều hơn, nó đánh thẳng về bên đó nhiều hơn. Còn cái tê mới, tê vàng này đó là nó đánh thẳng về bên tê, tức là ở bên cái tê tay tê chân đó. Thì ở đây hai hộp thuốc này công dụng giống nhau, nhưng mà cái thằng đặt nặng lên cái việc là tê tay tê chân, còn cái thằng kia nó đặt nặng lên cái là rối loạn tiền đình. Nhận đi Cường, tao đưa gì nhận đi Cường. Và chúng tôi cũng có bán thêm cái là loại thuốc là diêm son ngừa Covid. Đây diêm son ngừa loại thuốc diêm son, có nghĩa là loại thuốc này là uống vô trị diêm son, thuốc của nước ngoài luôn, rất là hay quý vị. Ở đây có nhiều người đã dùng rồi, rất là hay. Còn ở đây thì chúng tôi có thuốc chỉ bôi và chỉ uống. Mà tại sao ở dưới đây lại có tại sao dưới đây lại có chỉ một hộp chỉ nữa? Thì kính thưa quý vị, ở đây là một cái hộp chỉ của công ty, hộp chỉ của công ty, còn đây là hộp chỉ của nước ngoài. Cho nên là ở đây bên cái tiệm thuốc báo Quốc Tạo là nên kết hợp chỉ của công ty và chỉ này. Nếu ai mà thích dù như quý vị uống cái chỉ này nó hết bệnh thì thôi, quý vị uống thuốc của chỉ của công ty hết bệnh thì thôi. Mà nếu quý vị không hết bệnh thì phải pha hai cái lại uống chung với nhau, cỡ nào cũng hết. Đó như vậy đó ha. Như vậy đó là Quốc Tạo cũng đã báo cho bà con hết là chỉ nội chỉ ngoại, ỉa ra máu nè, lòi ra nè, cái gì chị cũng được, chỉ là hết, thoa và uống luôn. Đó, ở đây là thuốc của Hồng Kông, còn ở đây là thuốc của công ty. Đó, kết hợp lại ở bên thuốc Bắc người ta kêu mình kết hợp lại rất là hay. Còn ở đây là thuốc Quốc Tạo cũng giới thiệu hoài dưỡng bì đan, là chuyên trị về người có chức năng suy gan, gan suy giảm do viêm gan, xơ gan, mẫn cảm, nổi mề đay, vàng da. Có nghĩa là lọc máu trong gan, trong thận chúng ta không có cho chúng ta ngứa nữa, giống như chúng ta ngứa mà gãi hết mình luôn đó, cứ dòm lại là không có cái gãi mà dòm lại là nó không có cái gì xảy ra hết chứ. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nó là ngứa trong máu quý vị, nó là ngứa trong máu. Chúng ta ai có dùng ngứa trong máu thì dùng ha. Còn ở đây là ngứa bôi. Thì sản phẩm tới đây là cái này là Thạch Lâm Thông, là chuyên trị ở bên sạn thận. Nó bà con có sạn thận liên hệ Quốc Tạo, sẵn máy ly Quốc Tạo cũng làm cho tan hết chưa. Tại tất cả những cái tinh tí mà sạn thận đều gom vào hộp thuốc này hết, cho nên là sạn thận Quốc Tạo là rất là tự tin sẽ trị bà con hết, cho sạn thận máy ly cũng hết. Đây là thuốc ho đêm, ho ngày, ho gió, ho đờm, ho khan xỉn, rồi ho lâu năm, rồi chẳng những vậy mà chúng ta còn trị luôn cái bệnh là phổi hậu Covid.
và trị cái bệnh hen suyễn luôn đó. Như vậy đó, hộp thuốc này là của Malaysia. Tại sao có người hỏi Quốc Tạo tại sao em vừa bán thuốc của hợp tác, vừa bán thuốc nước ngoài, vừa bán thuốc Việt Nam? Là như vậy nào quý vị? Nó đơn giản thôi. Đây là Quốc Tạo đang lừa lọc lại, đang lừa lọc lại cái loại thuốc nào nó ok, về thử uống hết bệnh Quốc Tạo mới mua, Quốc Tạo mới xử lý thuốc đó. Và thuốc đó giá phải rẻ, phải chăng đó, phải chăng uống không có tác dụng phụ, uống hết bệnh, như vậy Quốc Tạo mới dùng. Thì Quốc Tạo dùng ok, Quốc Tạo mới lên mạng mới cho bà con biết. Đó là như vậy, ý Quốc Tạo là như vậy đó. Cho nên là bà con dùng thuốc Quốc Tạo rất tự tin, giống như thằng Quốc Tạo nó đã sàng lọc cho mình đâu đó đàng hoàng rồi, mình cứ dùng thôi và mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi đó, chứ không cần phải bận tâm đó. Thầy nói là giấy vàng xé nhỏ đành gành, để trên bàn Phật chí thành uống ngay, thánh thần phượng phát hồn bay, ở đâu cũng đến độ gài chúng sanh. Đó là như vậy, mình không cần phải bận tâm cho cái thuốc nó là thuốc của nước nào, nhưng mà bà quan trọng là nó uống hết bệnh hay là không, và nó giá cả nó như thế nào, hợp lệ với bà con lao động không. Đó là như vậy thôi. Đây là thuốc giãn tĩnh mạch nha, huyết áp rồi bà con, áp cao, áp thấp, huyết áp cao uống vào nó sẽ bình lại, coi máy đi cưng, nguy hiểm lắm, để có gì anh nói chuyện công lao. Ở đây là thuốc giãn tĩnh mạch, là khi mà chúng ta bị sưng giò, phù giò, bị nổi gân đỏ, nổi gân xanh, bà con uống là ok, sẽ hết liền, sẽ hết trong vòng một hộp, hai hộp. Nó tại sao mỗi cạo dám cam kết như vậy? Nếu bà con uống không hết, Quốc Tạo sẽ một đền một và sẽ nhận thuốc lại đàng hoàng đó. Như vậy đó, tại mình đã có sử dụng và đã đang sử dụng rất là thành công, cho nên mới đưa cho bà con dùng. Còn thứ mà bán một lần rồi không hết bệnh là nghỉ bán nữa là Quốc Tạo không làm. Chỉ bây giờ bán rẻ đi, người ta uống hết bệnh người ta alo mình nữa, chứ không phải mà bán rồi một lần rồi là buông đuôi ăn chót, là Quốc Tạo không chịu chuyện đó ha. Quốc Tạo chịu cái chuyện mà dài hạn vậy đó. Còn đường viên này thì bà con khỏi lo, đường viên và đường tán tác dụng nó giống nhau. Đường tán này là thuốc bắc tán ga, đường viên này là của bên công ty. Thì đường viên, đường tán này nó có những đặc điểm giống nhau là làm cho chúng ta đường nó bình lại, không có còn biến chứng, rồi không có tác dụng phụ, mát mẻ, ngủ được, ăn được. Còn thuốc tây thì bà con biết ở đó nó sẽ trái ngược lại. Khi bà con dùng mẹ Quốc Tạo gì dùng thuốc tây không mà đã rút lại, còn xương với da không, và cuối cùng đã không còn trị được nữa, là đường nó ăn hết, nó ăn hư thận hư gì hết. Còn thuốc này nó trái ngược lại, nó giúp cho bà con giữ cái thân thể cường tráng, giữ được cái sức khỏe hoài luôn, không hề bị gọi là tác dụng phụ, gọi là bị là biến chứng. Thì ở đây Quốc Tạo giới thiệu đường viên và đường tán. Qua tới đây là chai mật ong. Thì mật ong này cam kết chú quý vị là nguyên chất 100%, nguyên chất 100%. Ở đây là chúng tôi cho quý vị thử bằng cách là để cái cộng hành vào, nó héo cộng hành đó. Và có một cách nữa là bà con gót ra một cái ly ít thôi, bà con để một lóng nước lên cái gì nào, bà con quậy đều lên, thì bà con dùng quậy đều lên, bà con dùng thấy là cái đường nó sẽ uống mật ong rất là ngọt, đó là mật ong thiệt. Còn mật ong uống nó chua là tức là đường. Bằng cách hai cách thử đó, thì hứa với bà con nếu mật ong không nguyên chất, bà con về thử không đúng như cam kết, thì bà con có quyền alo trả lại ha. Ở đây chúng tôi sẽ không hề mà bán là phải cam kết cái món đồ của mình và chịu trách nhiệm sản phẩm của mình. Thì ở đây thời gian gần đây có cái cặp thuốc này nè, cái cặp thuốc này của nước ngoài, cho nên là có nhiều người đã giả danh và đã làm giống như vậy rất là nhiều. Cho nên là ở đây cặp thuốc này bà con mà lấy chỗ khác thì Quốc Tạo sẽ không có chịu cái phần mà nó giống như là nó uống nè, nó sẽ bị giật nè, nó sôi bọt miệng nè, nó rồi nó sẽ bị cái viên thuốc nó tan ra như bột vậy đó. Đó là thuốc giả. Hiện giờ có người thấy Quốc Tạo bán thuốc này nó được quá, cho nên người ta đã ra thuốc giả giống như vậy. Bà con phải cẩn thận nha. Và phải lưu ý là ở đây thuốc Quốc Tạo sẽ cam kết, nếu mà Quốc Tạo gửi hàng cho bà con cái hãng GNT đó, thì bà con Tạo sẽ cam kết với bà con cái hãng này rất là ok, đem thuốc lại cho bà con, không hề có một cái tình huống là cháo đổi sức mẻ gì hết. Đó là Quốc Tạo cam kết. Còn bà con uống cái chỗ khác mà nó giống như vậy mà giá rẻ, coi chừng nha, coi chừng nó sẽ bị những cái gì đó mà tiền mất tật mang nghe bà con. Rồi tới đó đừng nói Quốc Tạo không có dặn trước với bà con ha. Rồi còn cái chai dầu dừa này á, thì xin thưa bà con, hiện giờ chúng tôi đang bị cháy hàng, không có sản xuất kịp. Các cô bác ở dưới là thay phiên với nhau nấu dầu dừa đang để Quốc Tạo cung cấp cho bà con không kịp đó. Thì cho nên dầu dừa ở đây Quốc Tạo đã lên giá 1 lít là 350 ngàn, Nam Mô Di Phật, 350 ngàn, lên 50 ngàn 1 lít. Thì ở đây bà con dầu dừa này
sức vô tóc ống mượt, không bị ghẻ lở đầu, nó hạn chế rụng tóc, hạn chế tóc bạc, cạo gió rất là mát lưng luôn, không hề bị để lại một vết thẹo nào cả. Còn nói về mà uống á, thì sáng uống một muỗng canh, chiều uống muỗng canh, nó sẽ sổ ra bằng đường đại tiện của mình, trị tất cả các bệnh là giải độc gan, giải độc thận, giải độc tim, giải độc phổi. Đó, nó rất là hay luôn, nó dầu dừa này nó rất là tốt cho sức khỏe. Đó, bà con nên tranh thủ để mà nhận một chai dầu dừa nguyên chất ha, về để mình dùng. Đồ Quốc Tạo hứa như cam kết với quý vị, cái nào nguyên chất là nó nguyên chất. Cái nào có sao nói vậy ha. Tại sản phẩm nhiều xin phép nó tiếp tục. Ở đây là cái thuốc uống ngủ ăn được ngủ được, thì khi lúc trước Quốc Tạo dùng một loại thuốc giống tương tự như thế này, nhưng mà thành công nó không thành công. Chuyển qua mấy em đi nha, chứ em chuyển qua là rồi nha. Tiền nó tiền mặt mà. Rồi chuyển tiền. Chuyển tiền thì cái đợi chút. Thì ở đây á, ở đây là Quốc Tạo sẽ cam kết với bà con là uống thuốc này vô sẽ ăn được ngủ được. Đó, còn ở đây là thuốc của phụ nữ. Phụ nữ là giới thiệu cho bà con luôn để bắt đầu đọc. 5 phút nữa Cường, 5 phút nữa. Ở đây là công dụng của nó, đó là điều trị bệnh huyết trắng, các chứng ngứa âm đạo, âm hộ, khí hư do trắng đục, vàng xanh hoặc màu xám, đó là công dụng của thuốc. Rồi khí hư bạch đới, hoàng đới do nguyên nhân nhiễm trùng, nấm da, âm đạo, tử cung lóng dẫn, đường chứng, nhiễm trùng, dây chằng, phụ nữ bị gối loạn nội tiết, tiết nhiều hoặc quá nhiều do chất tiết canh đó. Thì ở đây bà con có cần Quốc Tạo chụp qua hướng dẫn thì Quốc Tạo sẽ sẵn sàng giúp cho bà con chụp qua hướng dẫn luôn ha. Đó là còn tiếp tục đến là cái loại gút này là chuyên trị ở bên gút, là nhức giò nhức xương đó, nó ngứt lóng tai đó, là chị rất là tuyệt vời luôn. Loại gút này Quốc Tạo cũng mới nghiên cứu được, nó là 50 viên. Đây 50 viên Quốc Tạo là hiện giờ nó đang sử dụng cho những người gút là rất là thành công ha. Còn cuối cùng đó là cái hộp máu nhiễm mỡ. Máu nhiễm mỡ này thì khi bà con bị máu nhiễm mỡ thì bà con có triệu chứng là co giật nè, khó thở nè, huyết áp cao nè, và có cuối cùng là bị tai biến mạch máu não, đó là do cái máu nhiễm mỡ gây ra. Thì ở đây Quốc Tạo cũng đã sử dụng có 3 hộp, là hiện giờ không còn máu nhiễm mỡ nữa, rất là thoải mái, rất là vui vẻ luôn, và có thể chơi thể thao được luôn. Đó là những cái sản phẩm mà Quốc Tạo gửi gắm đến bà con, rất là tuyệt vời. Đó, thì ở đây sản phẩm cũng đã giới thiệu xong rồi. Thì ở đây chúng tôi có ở bên Quốc Cường với Quốc Thành có tặng máy niệm Phật. Đó, có tặng chuỗi là máy niệm Phật, bà con điện qua bên bển ha. Điện qua bên Quốc Cường và Quốc Thành làm ơn giùm, chứ Quốc Tạo không có tặng hai cái thứ này ha. Và ở Quốc Tạo ở đây có cái loại bao tử, Quốc Tạo chỉ chặn thuốc của tỷ cơ thôi, còn loại bao tử này đó là Quốc Tạo làm ra từ thuốc Nam và thuốc Bắc, bao tử bất cứ bệnh bao tử gì cũng hết chứ. Thì bà con cũng liên hệ Quốc Tạo để Quốc Tạo tư vấn thêm ha, liên hệ Quốc Tạo bệnh gì Quốc Tạo tư vấn thêm cho nó dễ. Đó, thì cái cọng chuỗi này đó cũng báo với bà con là khi mà mình em bé mà treo đầu nằm, đó là em bé không có khóc và người lớn sẽ không có thấy hiện tượng này kia, không thấy giống như là ma quỷ xuất hiện đúng không quý vị. Rồi ở đây là chân dung thầy giảng thầy này kia, chúng tôi tặng miễn phí hoàn toàn ha. Thì đó, chương trình ở đến đây cũng xin ngắn gọn lại để cho bà con cần cái loại thuốc nào thì điện Quốc Tạo, Tạo sẽ tư vấn loại thuốc đó cho bà con. Thì kết thúc chương trình thì cũng không quên cầu chúc cho bà con như đức thầy thường ao ước, ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Thì khi mà chúng ta bệnh là chúng ta bị nghiệp, mà nghiệp thì chúng ta làm gì? Chúng ta thì lo thuốc thang khẳng giái Phật chờ, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Và Quốc Tạo xin kính chúc bà con hướng công đức phước đức cho bà con coi video này được hạnh phúc an lạc, và sẽ có những bệnh gì liên hệ Quốc Tạo, Tạo sẽ giúp cho bà con, cũng như lời của bà con nói là Quốc Tạo có bàn tay phục dược, tức là có bàn tay mát mẻ để giúp cho bà con hết bệnh. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.